Hello, xin chào Trần Quế Trân Thị Nguyễn Thị ạ. Tất cả các khách yêu nào đã vào xem mini game của bên em rồi thì tiến hành tương tác comment giúp em để em có thể kiểm tra comment của khách yêu có bị ẩn không chúng ta để chúng ta tiến hành chơi mini game khách yêu nhé. Tất cả các khách yêu nào đã vào tham gia mini game của bên em rồi thì tiến hành tương tác comment giúp em đi ạ. Để chúng ta có thể tiến hành chơi mini game luôn khách yêu nha. Hello, xin chào Phượng XD ạ. Em thấy comment của Phượng XD ạ. Tất cả các khách yêu nào đã vào xem mini game của bên em rồi thì tiến hành tương tác comment giúp em ạ. Để em có thể kiểm tra được comment của khách yêu có bị ẩn không để chúng ta có thể tiến hành chơi mini game luôn khách yêu nha. Khách yêu nào đã vào tham gia mini game của bên em rồi thì tiến hành tương tác comment giúp em đi ạ. Để em kiểm tra xem tương tác comment của khách yêu có bị ẩn không để chúng ta có thể tiến hành chơi mini game luôn khách yêu nha. Ok Nguyễn Thị Thân Thi ạ, em thấy comment của Nguyễn Thị Thân Thi ạ. Sau đây em sẽ giới thiệu qua về luật chơi mini game của bên em ạ. Em sẽ tiến hành chọn một con bài bất kỳ khách yêu nha. Điều kiện để trúng quà mini game của bên em thì rất là đơn giản thôi ạ. À. Khách yêu chỉ cần làm đúng và làm đủ giúp em hai điều kiện sau đây là sẽ có cơ hội trúng quà mini game của bên em ạ. À. Thứ nhất là khách yêu comment giúp em xem con bài trên tay em đang cầm là con bài gì ạ. À. Thứ hai là chia sẻ like của bên em lọt trong top chia sẻ like của khách yêu nha. Mình chia sẻ like càng nhiều thì cơ hội trúng quà mini game của bên em càng cao ạ. À. Không để khách yêu phải chờ đợi lâu thì sau đây chúng ta sẽ tiến hành chơi mini game luôn khách yêu nha. Em sẽ tiến hành chọn một con bài bất kỳ trong bộ bài đó ạ. Em đã chọn được con bài rồi ạ. Bây giờ khách yêu comment giúp em xem con bài trên tay em đang cầm là con bài gì đi ạ. Hello Nguyễn Phương Thảo, em thấy Nguyễn Phương Thảo ạ. Tất cả các khách yêu ơi, con bài trên tay em đang cầm là con bài gì đây ạ? Tất cả các khách yêu đoán giúp em xem con bài trên tay em đang cầm là con bài gì khách yêu nha. Em sẽ giới thiệu qua lại luật chơi mini game của bên em để cho một số bạn mới vào tham gia mini game của bên em có thể nắm rõ được luật chơi để có thể có cơ hội cao trúng quà mini game của bên em ạ. Điều kiện để trúng quà mini game của bên em rất là đơn giản thôi khách yêu nha. Khách thứ nhất, khách yêu chỉ cần làm đúng và làm đủ giúp em hai điều kiện sau đây ạ. Thứ nhất là comment giúp em xem con bài trên tay em đang cầm là con bài gì ạ. Thứ hai là chia sẻ like của bên em lọt trong top chia sẻ like khách yêu nha. Ok, em cảm ơn Nguyễn Trần Thảo Nhi ạ. À. Em nhận được son của shop rồi ạ. À. Mua một tặng một ba xe ạ. À. Em thích son lắm. Em cảm ơn Nguyễn Trần Thảo Nhi ạ. À. Thường xuyên ủng hộ shop tiếp nhá. Em thấy hello Nguyễn, hello Thanh Liễu ạ. À. Hello Hoa Ông Thọ. Em thấy comment của Thanh Liễu, em thấy comment của Hoa Ông Thọ, em thấy comment của Vân Nguyễn ạ. À. Tất cả các yêu nào đã vào tham gia mini game của bên em rồi thì comment giúp em xem con bài trên tay em đang cầm là con bài gì khách yêu nha. Điều kiện để trúng quà mini game của bên em rất là đơn giản thôi ạ. À. Khách yêu chỉ cần làm đúng và làm đủ giúp em hai điều kiện sau đây để có cơ hội trúng quà mini game của bên em khách yêu nha. Thứ nhất là comment giúp em xem con bài trên tay em cầm là con bài gì ạ. À. Đây là thời gian khách yêu có thể comment thoải mái, bên em không có giới hạn số lượng comment của khách yêu nên là khách yêu cứ việc comment thoải mái giúp em xem con bài trên tay em đang cầm là con bài gì khách yêu nha. Thứ hai là chia sẻ like của bên em nó trong top chia sẻ giúp bên em ạ. À. Khách yêu chia sẻ càng nhiều thì cơ hội trúng quà mini game của bên em càng cao khách yêu nha. Lưu ý giúp em là khách yêu có thể chia sẻ trên trang cá nhân, chia sẻ trên đội nhóm, chia sẻ ở đâu cũng được ạ. Miễn là chia sẻ chế độ công khai giúp em ạ. Vân Nguyên ơi, không cần chụp hình lại màn hình đâu ạ. Bên em hệ thống sẽ tự lọc ra các khách yêu nào có lượt chia sẻ lọt trong top chia sẻ thì sẽ nhận được quà mini game của bên em khách yêu nha. Nên là bạn nào tham gia mini game của bên em rồi thì chơi nhiệt tình giúp em luôn ạ. Tham gia nhiệt tình giúp em luôn ạ để có cơ hội trúng quà mini game của bên em khách yêu nha. Em xin nhắc lại là quà mini game của bên em là rất là hot đấy ạ. Khách yêu thích cây son gì bên em tặng cây son đó, khách yêu thích màu son gì bên em tặng màu son đó luôn ạ. Nên là
là khách yêu nào đã tham gia mini game của bên em rồi thì chơi nhiệt tình giúp em luôn ạ. Comment nhiệt tình giúp em luôn nha. Con bài trên tay em đang cầm là con bài gì đây ạ? Tất cả các khách yêu, con bài trên tay em đang cầm là con bài gì đây ạ? Tất cả khách yêu comment giúp em xem con bài trên tay em đang cầm là con bài gì khách yêu nha. Con bài trên tay em đang cầm là con bài gì đây ạ? Tất cả khách yêu comment giúp em xem con bài trên tay em đang cầm là con bài gì khách yêu nha. Lưu ý giúp em là điều kiện để trúng quà mini game của bên em rất là đơn giản thôi ạ. Khách yêu chỉ cần làm đúng và làm đủ giúp em hai điều kiện sau đây. Thứ nhất là chia sẻ like của bên em nó trong top chia sẻ. Thứ hai là comment giúp em xem con bài trên tay em đang cầm là con bài gì ạ. Trong quá trình chơi mini game thì em sẽ gợi ý rất là sát đó ạ. Nên là để được trúng quà mini game của bên em thì rất là đơn giản thôi khách yêu nha. Ok ạ, à, có em thấy có một số bạn là đã muốn có gợi ý của bên em rồi thì sau đây em sẽ gợi ý luôn cho khách yêu luôn ạ. Tất cả các khách yêu đã nhìn thấy gợi ý của bên em chưa ạ? Tất cả khách yêu đã gợi ý của nhìn thấy gợi ý của bên em chưa ạ? Em xin nhắc lại con bài trên tay em đang cầm là con cơ, con rô hay con bích hay con chuồn đây ạ. Tất cả khách yêu đã nhìn thấy gợi ý của bên em chưa ạ? Bạn nào đoán con cơ, con rô là không có đúng rồi khách yêu nha. Con bài trên tay em đang cầm chỉ có thể là con bích hoặc con chuồn thôi ạ. Bạn nào đã comment con rô hoặc con cơ thì comment lại giúp em đi ạ. Con cơ con rô là không có đúng rồi khách yêu nha. Con bài trên tay em đang cầm là con bài gì đây ạ? Tất cả khách yêu comment giúp em xem con bài trên tay em đang cầm là con bài gì khách yêu nha. Em xin nhắc lại là điều kiện để trúng quà mini game của bên em thì rất là đơn giản thôi ạ. Khách yêu chỉ cần làm đúng và làm đủ giúp em hai điều kiện. Thứ nhất là comment giúp em xem con bài trên tay em đang cầm là con bài gì ạ. Thứ hai là chia sẻ like của bên em nó trong top chia sẻ khách yêu nha. Khách yêu chia sẻ càng nhiều thì cơ hội trúng quà mini game của bên em càng cao ạ. Lưu ý giúp em là chia sẻ ở chế độ công khai giúp em ạ. Khách yêu chia sẻ ở chế độ bạn bè hoặc chia sẻ ở chế độ chỉ mình tôi, lúc đó nhân viên bên em không kiểm tra được chia sẻ của khách yêu. Lúc đó mình không trúng quà mini game của bên em thì rất là tiếc khách yêu nha. Nên là chia sẻ nhiệt tình giúp em luôn ạ. Đã tham gia mini game của bên em thì tham gia nhiệt tình giúp em để có cơ hội cao trúng quà mini game của bên em khách yêu nha. Con bài trên tay em đang cầm là con bài gì đây ạ? Tất cả các khách yêu đã đoán được con bài trên tay em đang cầm là con bài gì chưa ạ? Tất cả khách yêu comment giúp em xem con bài trên tay em đang cầm là con bài gì khách yêu nha. Ok, em nhận được comment của Hương Ngọc Lan là 10 bích, Phượng XD là 6 bích, Nguyễn Thị Thân Thi là 8 bích, Điệp Bếu là 3 bích, Thanh Liễu là 8 bích. Liệu con bài trên tay em đang cầm có phải là con bích như khách yêu đang comment không? Thì em sẽ có gợi ý tiếp luôn cho khách yêu nha, không để khách yêu phải chờ đợi lâu ạ. Khách yêu, tất cả các khách yêu đã nhìn thấy gợi ý của bên em chưa ạ? Đã nhìn thấy gợi ý thứ hai của em chưa ạ? Con bài trên tay em đang cầm chỉ có thể là con chuồn thôi khách yêu nha. Con bích là không có đúng rồi khách yêu nha. Nếu như bạn nào comment sai thì nhanh tay comment lại giúp em đi ạ. Bạn nào comment sai thì nhanh tay comment lại giúp em đi ạ. Em xin nhắc lại con bài trên tay em đang cầm chỉ có thể là con chuồn thôi khách yêu nha. Con bài trên tay em đang cầm chỉ có thể là con chuồn thôi ạ. Bạn nào comment là con bích rồi thì là comment sai rồi thì comment lại giúp em luôn đi ạ. Con bài trên tay đang cầm chỉ có thể là con chuồn thôi khách yêu nha. Em thấy comment của Nguyễn Trần Thảo Nhi là 5 chuồn, Vân Nguyễn là 4 bích. Vân Nguyễn ơi, 4 bích là không có đúng rồi ạ. Em thấy comment của Ly Nguyễn ạ. Em thấy comment của Nguyễn Thị Bích Phượng là 3 chuồn ạ. Comment của Nguyễn Thị Cảm là 4 chuồn ạ. Liệu con bài trên tay đang cầm là con bài gì đây ạ? Tất cả khách yêu comment giúp em xem con bài trên tay đang cầm là con bài gì khách yêu nha.
Hôm nay mạng rất là kém luôn ạ. Em không có thấy comment của khách yêu gọi hiện trên like của bên em ạ. Do hôm nay mạng rất là kém, em không có nhìn thấy comment của khách yêu ở trên live nên là hẹn gặp lại khách yêu vào ngày mai. Ngày mai thì chúng ta sẽ tiếp tục chơi mini game sau khách yêu nha. Ok ạ, em thấy comment của khách yêu hiện ở trên like của bên em rồi đó ạ. Em nhận được comment của nữ sự là em nhận được son rồi nè, lên màu đẹp lắm, siêu lì luôn. Mọi người mua ủng hộ shop đi nè, em cảm ơn sự nữ nha. Giới thiệu bạn bè để ủng hộ shop bên em tiếp ạ. Ok, em nhìn thấy comment của Nhã Chân là 2 chuồn, Mai Quý là 9 chuồn rồi ạ. Phượng XD là 6 chuồn rồi ạ. Con bài trên tay đang cầm là con bài gì ạ? Khách yêu comment giúp em xem con bài trên tay đang cầm là con bài gì khách yêu nha. Em gợi ý cho khách yêu là con bài trên tay em đang cầm chỉ có thể là con chuồn thôi ạ. Tất cả khách yêu nào đã đoán con bích rồi thì comment lại giúp em đi ạ. Ớt ngọt ơi, con bích là không có đúng rồi ạ. Comment lại giúp em đi ạ. Con bài trên tay em đang cầm chỉ có thể là con chuồn thôi khách yêu nha. Em nhắc lại, con bài trên tay em đang cầm chỉ có thể là con chuồn thôi ạ. Sau đây em sẽ nhắc lại thể lệ chơi cho của bên em cho một số bạn mới vào tham gia mini game của bên em có thể nắm rõ được luật chơi của bên em để có thể trúng quà mini game của bên em ạ. Điều kiện để trúng quà mini game của bên em rất là đơn giản thôi khách yêu nha. Khách yêu chỉ cần làm đúng và làm đủ giúp em hai điều kiện sau đây. Thứ nhất là comment giúp em xem con bài trên tay em đang cầm là con bài gì ạ. Thứ hai là chia sẻ like của bên em là trong top chia sẻ like khách yêu nha. Khách yêu chia sẻ càng nhiều thì cơ hội trúng quà mini game của bên em càng cao ạ. Lưu ý giúp em là chia sẻ ở chế độ công khai giúp em ạ. Nếu như khách yêu chia sẻ ở chế độ chỉ mình tôi hoặc chia sẻ ở chế độ bạn bè, lúc đó nhân viên bên em không kiểm tra được chia sẻ của khách yêu mà mình không có trúng quà mini game của bên em thì rất là tiếc khách yêu nha. Nên là bạn nào đã tham gia mini game của bên em rồi thì tham gia nhiệt tình giúp em ạ. Comment nhiệt tình giúp em luôn ạ. Em thấy comment của Nguyễn Thị Thân Thi là 5 chuồn, Hương Ngọc Lan là 10 chuồn, Thi Phượng là 9 chuồn. Liệu con bài trên tay em đang cầm là con bài gì đây ạ? Khách yêu nào đã tham gia mini game của bên em rồi thì tham gia nhiệt tình giúp em ạ. Comment nhiệt tình giúp em luôn ạ. Sau đây em sẽ có gợi ý thứ ba luôn cho khách yêu luôn nha. Bạn nào tham gia mini game của bên em rồi thì cơ hội trúng quà mini game của bên em là rất là cao đó, nên là tham gia rồi thì tham gia nhiệt tình giúp em luôn ạ. Gợi ý thứ ba của em đã có rồi đấy ạ. Tất cả khách yêu đã nhìn thấy gợi ý của bên em chưa ạ? Con bài trên tay em đang cầm chỉ có thể là con 4, con 5, con 6, con 7, con 8, con 9, con 10 thôi khách yêu nha. Chỉ có thể là con từ con 4 đến con 10 chuồn thôi ạ. Con 1, con 2, con 3, con những con tiên là cũng không có đúng rồi ạ. Nếu như bạn nào comment con 1, con 2, con 3 thì comment lại giúp em đi ạ. Con bài trên tay em đang cầm chỉ có thể là từ con 4 đến con 10 chuồn thôi ạ. Em xin nhắc lại, con bài trên tay em đang cầm chỉ có thể là từ con 4 đến con 10 chuồn thôi khách yêu nha. Bạn nào đã đoán sai rồi thì đoán lại giúp em luôn đi ạ. Comment lại giúp em luôn đi ạ. Đây đang là thời gian khách yêu có thể comment thoải mái, comment không giới hạn số lượng comment, nên là bạn nào đã tham gia mini game của bên em rồi thì tham gia nhiệt tình giúp em ạ. Chia sẻ nhiệt tình giúp em để có cơ hội cao trúng quà mini game của bên em khách yêu nha. Ok ạ, Nguyễn Trần Thảo Nhi ạ. Nguyễn Trần Thảo Nhi chia sẻ ở chế độ ở trên đội nhóm cũng được,
nha. Khách yêu lưu ý giúp em là khách yêu có thể chia sẻ bất kỳ ở trên đội nhóm, chia sẻ bất kỳ ở trên trang cá nhân đều được khách yêu nha. Nhưng mà lưu ý giúp em là chỉ cần chia sẻ ở chế độ công khai giúp em ạ. Sau mini game của bên em sẽ không yêu cầu khách yêu phải giữ lại bài chia sẻ đâu ạ. Nên là bạn nào đã tham gia mini game của bên em rồi thì tham gia nhiệt tình giúp em, chia sẻ nhiệt tình giúp em để có cơ hội cao trúng quà mini game của bên em khách yêu nha. Tham gia nhiệt tình giúp em để có cơ hội cao trúng quà mini game của bên em ạ. Em thấy comment của Nguyễn Thị Thân Thi là 8 chuồn ạ, Thanh Liễu là 5 chuồn ạ, Phạm Thuận là 6 chuồn ạ, Hương Ngọc Lan là 8 chuồn ạ. Liệu con bài trên tay em đang cầm là con bài gì đây ạ? Hương Ngọc Lan ơi, 10 chuồn là không có đúng rồi ạ. Thế Phượng ơi, 10 chuồn là không có đúng rồi ạ. Em đã gợi ý cho khách yêu rất là sát rồi ạ. Con bài trên tay em đang cầm chỉ có thể là từ con 4 đến con... À em xin lỗi ạ, con bài trên tay em cầm chỉ có thể là từ con 4 đến con 10 thôi khách yêu nha. Bạn nào con 1, con 1, con 2, con 3 là không có đúng rồi ạ. Lưu ý giúp em là đã tham gia mini game của bên em rồi, tham gia nhiệt tình giúp em ạ. Em đã gợi ý như này rồi là thời gian đoán con bài của khách yêu thì còn rất là ít thôi ạ. Nên là tham gia rồi thì tham gia nhiệt tình giúp em luôn đi ạ. Em thấy con mừng của Lê Thị Hồng Hạnh là 7 chuồn, Nguyễn Thị Thân Thi là 7 chuồn, Hương Ngọc Lan là 6 chuồn. Liệu con bài trên tay em đang cầm là con bài gì đây ạ? Tất cả các khách yêu con mừng giúp em xem con bài trên tay em đang cầm là con bài gì khách yêu nha. Tất cả khách yêu nào đã tham gia mini game của bên em rồi thì tham gia nhiệt tình giúp em luôn đi ạ. Comment nhiệt tình giúp em luôn đi ạ. Ok, em thấy comment của Lê Thị Hồng Hạnh ạ. Em thấy tất comment của tất cả các khách yêu nha. Sau đây em sẽ có gợi ý liên tiếp cho khách yêu luôn ạ. Em sẽ có gợi ý thứ tư cho khách yêu luôn ạ. Con bài trên tay em đang cầm chỉ có thể là từ con 4 đến con 7 chuồn thôi khách yêu nha. Con 1, con 2, con 3, con 8, con 9, con 10 cũng không có đúng đâu ạ. Bạn nào đã comment sai thì nhanh tay comment lại giúp em đi ạ. Nhanh tay comment lại giúp em khách yêu nha. Em xin nhắc lại, con bài trên tay em đang cầm chỉ có thể từ con 4 đến con 7 chuồn thôi ạ. Con 1, con 2, con 3 và con 8, con 9, con 10 cũng không có đúng đâu khách yêu nha. Em xin nhắc lại thể lệ chơi của bên em là điều kiện để trúng quà mini game của bên em rất là đơn giản thôi ạ. Khách yêu chỉ cần làm đúng và làm đủ giúp em hai điều kiện. Thứ nhất là comment giúp em xem con bài trên tay em đang cầm là con bài gì khách yêu nha. Thứ hai là chia sẻ like của bên em vào trong top chia sẻ. Khách yêu chia sẻ càng nhiều thì cơ hội trúng quà mini game của bên em càng cao khách yêu nha. Khách yêu có thể chia sẻ bất kỳ trên trang cá nhân hoặc trên đội nhóm đều được ạ. Nhưng lưu ý giúp em là chia sẻ ở chế độ công khai giúp em ạ. Khách yêu chia sẻ ở chế độ chỉ mình tôi hoặc chia sẻ ở chế độ bạn bè, lúc đó nhân viên bên em không kiểm tra được chia sẻ của khách yêu, mình không trúng quà mini game của bên em thì rất là tiếc khách yêu nha. Nên là bạn nào đã tham gia mini game của bên em rồi thì tham gia nhiệt tình giúp em ạ. Sau khi kết thúc mini game rồi, bên em không yêu cầu khách yêu phải giữ lại bài chia sẻ đâu ạ. Nên là khách yêu có thể xóa bài chia sẻ đi. Nên là đã tham gia mini game của bên em rồi thì chia sẻ nhiệt tình giúp em luôn đi ạ. Em thấy comment của Thanh Tâm là 6 chuồn ạ, comment của Nguyễn Thị Thân Thi là 5 chuồn ạ, Lê Thị Hồng Hạnh là 7 chuồn ạ. Liệu con bài trên tay em đang cầm là con bài gì đây ạ? Em sẽ có gợi ý tiếp cho khách yêu luôn ạ. Chơi mini game của bên em là chơi nhanh thắng nhanh thôi ạ. Con bài trên tay em đang cầm là con bài gì đây ạ? Con bài trên tay em đang cầm chỉ có thể là con 4 chuồn hoặc con 5 chuồn thôi khách yêu nha. Con 6 chuồn hoặc con 7 chuồn là không có đúng rồi ạ. Con bài trên tay em đang cầm chỉ có thể là con 4 chuồn hoặc con 5 chuồn thôi ạ. Con 6 chuồn hoặc con 7 chuồn là không có đúng rồi ạ. Bạn nào đã đoán sai thì nhanh tay đoán lại giúp em ạ. Bạn nào đã đoán sai thì nhanh tay đoán lại giúp em khách yêu nha. Em thấy comment của Angela là 7 chuồn, Lê Thị Hồng Hạnh là 7 chuồn. Khách yêu ơi, con bạn nào đã comment con 7 chuồn là không có đúng rồi ạ. Bạn nào comment sai thì nhanh tay comment lại giúp em đi ạ. Lưu ý giúp em, con bài trên tay em đang cầm chỉ có thể là con 4 chuồn hoặc con 5 chuồn thôi ạ. Con 6 chuồn hoặc con 7 chuồn là sai rồi ạ. Em thấy rất nhiều bạn vẫn comment con 7, 6 chuồn hoặc con 7 chuồn đó ạ. Nhanh tay comment lại giúp em đi ạ. Nhanh tay comment lại giúp em nha. Nguyễn Thị cảm ơn, bây giờ em chốt con bài mà mình... Bây giờ em mà sổ bài ra và mình đoán... Chưa có đoán đúng con bài mà thì rất là tiếc nha. Nếu như lúc đó mình chưa có nhận được quà của bên em thì rất là tiếc đó ạ. Bạn nào đã tham gia mini game của bên em rồi thì nhanh tay đoán con bài giúp em đi ạ. 5 phút cuối cùng, 5 phút cuối cùng để khách yêu đoán con bài của bên em ạ. 5 phút cuối cùng khách yêu nha. Ok, em thấy comment của Nguyễn Thị Thân Thi là 5 chuồn, Lan Hà 5 chuồn. Liệu con bài trên tay em đang cầm là con bài gì đây ạ?
Tất cả khách yêu con mừng giúp em xem con bài trên tay em đang cầm là con bài gì ạ? Lưu ý giúp em, con bài trên tay em đang cầm chỉ có thể là con 4 chuồn hoặc con 5 chuồn thôi khách yêu nha. Tất cả các bạn nào đã con mừng con 6 chuồn và con 7 chuồn là sai rồi ạ. Điều kiện, em xin nhắc lại điều kiện để trúng quà mini game của bên em rất là đơn giản thôi ạ. Khách yêu chỉ cần làm đúng và làm đủ giúp em hai điều kiện sau đây. Thứ nhất là con mừng giúp em xem con bài trên tay em đang cầm là con bài gì ạ. Đây đang là thời gian khách yêu có thể comment không giới hạn số lượng comment. Nên là khách yêu comment nhiệt tình giúp em luôn ạ, chơi nhiệt tình giúp em luôn nha. Điều kiện thứ hai để trúng quà mini game của bên em đó là khách yêu chia sẻ giúp em ở chế độ công khai giúp em ạ. Chia sẻ lọt trong top chia sẻ khách yêu nha. Mình chia sẻ làm sao để số lượng bài chia sẻ của mình có thể đủ sức cạnh tranh với khách hàng khác để có cơ hội cao trúng quà mini game của bên em ạ. Con bài trên tay đang cầm là con bài gì đây ạ? Mạng lại bị đơ rồi, em không thấy comment của khách yêu luôn ạ. Hôm nay mạng bị làm sao ấy ạ? Ok ạ. Tất cả khách yêu con bài trên tay em đang cầm là con bài gì đây ạ? Tất cả khách yêu đã nhìn thấy gợi ý của bên em chưa ạ? Lưu ý giúp em và con bài trên tay em đang cầm chỉ có thể là con 4 chuồn hoặc con 5 chuồn thôi khách yêu nha. Con 6 chuồn hoặc con 7 chuồn là không có đúng rồi ạ. Tất cả khách yêu nào đã comment sai thì con nhanh tay comment lại giúp em luôn đi ạ. Em nhận em thấy comment của Duyên Nguyễn là 6 chuồn, 6 chuồn là không có đúng rồi ạ. Con bài trên tay đang cầm chỉ có thể là con 4 chuồn hoặc con 5 chuồn thôi khách yêu nha. Bạn nào comment con 6 chuồn hoặc con 7 chuồn là không có đúng rồi ạ. Lưu ý giúp em con bài trên tay đang cầm chỉ có thể là con 4 chuồn hoặc con 5 chuồn thôi ạ. 3 phút cuối cùng, 3 phút cuối cùng để tất cả các khách yêu bạn có thể comment thoải mái khách yêu nha. Bạn nào mới tham gia mini game của bên em rồi thì nhanh tay comment giúp em xem con bài trên tay em đang cầm là con bài gì ạ. Nhanh tay chia sẻ like của bên em lọt trong top chia sẻ khách yêu nha. Bích Thảo ơi, sau khi kết thúc mini game rồi thì sẽ có chương trình sale son rất là hot ạ. Nên là bạn nào muốn mua sale son thì đợi đến sau mini game giúp em ạ. Còn đây đang là thời gian chơi mini game thì khách yêu chơi mini game nhiệt tình giúp em ạ. Bên em tặng son không đồng cho khách yêu luôn ạ. 1 phút cuối cùng ạ, 1 phút cuối cùng để tất cả các khách yêu có thể comment giúp em xem con bài trên tay đang cầm là con bài gì khách yêu nha. 1 phút cuối cùng ạ. Lưu ý giúp em là bạn nào mới tham gia mini game của bên em rồi thì nhanh tay làm đúng và làm đủ giúp em hai điều kiện để có cơ hội trúng quà mini game của bên em ạ. Nhanh tay chia sẻ giúp em, nhanh tay comment giúp em xem con bài trên tay đang cầm là con bài gì khách yêu nha. 1 phút cuối cùng ạ. Ok, em thấy comment của Thi Phượng là 5 chuồn ạ, Nguyễn Thị Thân Thi là 4 chuồn ạ, Nguyễn Thị Cảm là 4 chuồn ạ. Nguyễn Thị Cảm ơi, bên em không chưa có chốt con bài nha, nên như bây giờ mình chốt con bài mà lúc khi em sổ bài ra mà mình chốt chưa có đúng thì mà mình không có trúng quà mini game của bên em thì rất là tiếc ạ. Em thấy comment của Thanh Trần là 5 chuồn, Thanh Liễu là 4 chuồn, liệu con bài trên tay em đang cầm là con bài gì ạ? 30 giây cuối cùng để khách yêu nào mới tham gia mini game của bên em đoán con bài giúp em ạ. Và chia sẻ like của bên em nó trong top chia sẻ khách yêu nha. 30 giây cuối cùng ạ. 30 giây cuối cùng khách yêu nha. Ok, em thấy comment của Mai Linh Bùi là 6 chuồn, Hương Ngọc Lan là 4 chuồn, Thanh Liễu là 5 chuồn. Liệu con bài trên tay em đang cầm có phải là con 5 chuồn không ạ? Ok, khách yêu đã hết thời gian comment, khách yêu có thể comment thoải mái rồi ạ. Bây giờ là thời gian chốt con bài khách yêu nha. Bạn nào chốt con 4 chuồn thì ghi chữ 4 chuồn chốt giúp em, chốt 5 chuồn thì ghi chữ 5 chuồn chốt giúp em ạ. Lưu ý giúp em là bạn nào chốt 4 chuồn thì ghi 4 chuồn chốt giúp em ạ. Còn bạn nào chốt 5 chuồn thì ghi 5 chuồn chốt giúp em ạ. Tất cả các khách yêu chốt con bài giúp em để em có thể sổ bài khách yêu nha. Tất cả các khách yêu chốt con bài giúp em để em có thể sổ bài luôn ạ. Em chưa có thấy có khách yêu. Ok, em thấy bạn
Khách yêu Nguyễn Thị Thân Thi là chốt 5 chuồn ạ. À. Nguyễn Thị An Bình ơi, chia sẻ bao nhiêu lần cũng được ạ. À. Miễn là lượt chia sẻ của khách yêu phải lọt trong top chia sẻ like của bên em khách yêu nha. Khách yêu chia sẻ càng nhiều thì cơ hội trúng quà mini game của bên em càng cao ạ. À. Lưu ý giúp em là có khách yêu có thể chia sẻ bất kỳ trên trang cá nhân hoặc trên đội nhóm đều được khách yêu nha. Nhưng mà chia sẻ ở chế độ công khai giúp em ạ. À. Nếu như khách yêu chia sẻ ở chế độ chỉ mình tôi hoặc chia sẻ ở chế độ bạn bè lúc đó chưa có trúng quà mini game của bên em, nhân viên bên em không có kiểm tra được kết quả chia sẻ like của bên em thì rất là tiếc khách yêu nha. Tất cả khách yêu chốt con bài giúp em để em có thể sổ bài ạ. À. 3 phút để khách yêu có thể chốt con bài. Bạn nào mới tham gia mini game của bên em thì nhanh tay chốt con bài giúp em ạ. Nhanh tay chia sẻ like của bên em là trong top chia sẻ khách yêu nha. Tất cả các khách yêu nào mới tham gia mini game của bên em thì nhanh tay chốt con bài giúp em ạ. Nhanh tay chia sẻ like của bên em là trong top chia sẻ luôn ạ. Ok, em thấy chốt bài của Nguyễn Phương Thảo là 5 chuồn chốt, Mai Linh Bùi là 5 chuồn chốt. Lưu ý giúp em là khách mỗi khách yêu chỉ được chốt một con bài thôi ạ. Khách yêu nào chốt hai con bài là nhân viên bên em sẽ loại cả hai kết quả đó ạ. Nên là lưu ý giúp em là mỗi người chỉ được chốt một con bài thôi ạ. Kim Anh Nguyễn ơi, nhanh tay chốt con bài giúp em luôn đi ạ. Bình Mánh Mèo ơi, nhanh tay chốt con bài giúp em luôn đi ạ. Tất cả khách yêu đã chốt được con bài chưa ạ? 2 phút cuối cùng để tất cả khách yêu chốt con bài nha. Bạn nào mới tham gia mini game của bên em rồi thì nhanh tay chốt con bài giúp em ạ. Nhanh tay chốt con bài giúp em luôn đi ạ. Huyền Sara ơi, chốt con bài giúp em luôn đi ạ. Ok, em thấy Lanh Nguyễn ạ. Nhanh tay chốt con bài và nhanh tay chia sẻ like của bên em nó trong top chia sẻ để có cơ hội cao trúng quà mini game của bên em khách yêu nha. Số lượng quà mini game của bên em là không giới hạn ạ. Và quà mini game của bên em cũng rất là hot luôn ạ. Khách yêu thích cây son gì bên em tặng cây son đó. Khách yêu thích màu son gì bên em tặng màu son đó luôn ạ. Dung Ly ơi, chốt con bài giúp em luôn đi ạ. Em thấy có nhiều bạn là vẫn chưa có chốt con bài đâu ạ. Bạn nào chưa chốt được con bài thì nhanh tay chốt con bài giúp em luôn đi ạ. Để em có thể sổ bài khách yêu nha. 1 phút cuối cùng để khách yêu chốt con bài ạ. 1 phút cuối cùng ạ. Bạn nào chưa tham gia mini game của bên em rồi, bạn nào đã tham gia mini game của bên em rồi thì nhanh tay chốt con bài giúp em ạ. Nhanh tay chia sẻ like của bên em lột trong top chia sẻ khách yêu nha. Để có cơ hội trúng ca trúng quà mini game của bên em ạ. Liệu con bài trên tay em đang cầm là con bài gì đấy ạ? Tất cả khách yêu đã chốt được con bài chưa ạ? 30 giây cuối cùng để khách yêu chốt con bài khách yêu nha. 30 giây cuối cùng ạ. Sau 30 giây nữa em sẽ sổ bài. Bạn nào mà chưa chốt được con bài, bạn nào chưa chia sẻ like của bên em nó trong top chia sẻ lúc đó mà mình không có trúng quà mini game của bên em thì rất là tiếc ạ. Kim Anh Nguyễn ơi, chốt con bài giúp em luôn đi ạ. Nguyễn Thị Huyền ơi, chốt con bài giúp em luôn đi ạ. Ok, Nguyễn Thị Huyền ạ, đã share em cảm ơn ạ. Tất cả khách yêu lưu ý giúp em, bạn nào chưa chốt được con bài thì nhanh tay chốt con bài giúp em ạ. Chưa chia sẻ like của bên em nó trong top chia sẻ thì nhanh tay chia sẻ like giúp em luôn đi ạ. Làm đúng và làm đủ giúp em hai điều kiện trên để có cơ hội ca trúng quà mini game của bên em khách yêu nha. Ok khách yêu ạ, đã hết thời gian khách yêu có thể chốt con bài. Bây giờ tất cả các khách yêu ghi chữ ngưng comment giúp em để em có thể sổ bài khách yêu nha. Tất cả các khách yêu ghi chữ ngưng comment giúp em để em có thể sổ bài ạ. Tất cả các khách yêu ghi chữ ngưng comment giúp em để em có thể sổ bài khách yêu nha. Đã hết thời gian chốt con bài rồi ạ. Tất cả các khách yêu ghi chữ ngưng comment giúp em để em có thể sổ bài ạ. Tất cả khách yêu ghi chữ ngưng comment giúp em luôn nha. Em chưa có thấy khách yêu nào ngưng ghi chữ ngưng comment ạ. Tất cả khách yêu ghi chữ ngưng comment giúp em để em sổ bài khách yêu nha. Liệu con bài trên tay em đang cầm là con bài gì đấy ạ? Tất cả khách yêu lưu ý giúp em là ghi chữ ngưng comment giúp em để em có thể sổ bài ạ. Con bài trên tay em đang cầm là con bài gì đây ạ? Ok ạ, em đã nhận được chữ ngưng comment của tất cả các khách yêu rồi ạ. Tất cả các khách yêu giờ đã hết thời gian có thể đoán con bài rồi ạ. Đã hết thời gian chốt con bài rồi ạ. Tất cả khách yêu ghi chữ ngưng comment giúp em để em có thể sổ bài khách yêu nha. Con bài trên tay em đang cầm là con bài gì ạ? Bây giờ em sẽ sổ bài ạ. Sau khi em sổ bài ra rồi, tất cả các comment của khách yêu sẽ không được tính nữa khách yêu nha. Con bài trên tay em đang cầm là con bài gì đây ạ? Tất cả các khách yêu đã nhìn thấy con bài trên tay em đang cầm là con bài gì chưa ạ? Tất cả các khách yêu đã nhìn thấy con bài trên tay em đang cầm là con bài gì chưa ạ? Tất cả các khách yêu nhìn thấy con bài trên tay em đang cầm là con bài gì chưa ạ? Tất cả các khách yêu đã nhìn thấy con bài trên tay em đang cầm là con bài gì chưa ạ?
Ok khách yêu ạ, con bài trên tay em, con bài của chúng ta ngày hôm nay là con năm chuồn khách yêu nha. Bạn nào đã con mừng con năm chuồn rồi thì giữ lại chia sẻ giúp em để nhân viên bên em có thể kiểm tra lượt chia sẻ. Sau khi nhân viên báo kết quả xuống thì em sẽ công bố trực tiếp trên live cho khách yêu ạ. Như đã hứa với khách yêu từ đầu chương trình live là sau khi kết thúc mini game thì bên em sẽ có chương trình sale son rất là hot ạ. Ngày hôm nay công ty dành tặng cho tất cả các yêu con chơi mini game của bên em 50 đơn hàng ạ. 50 combo giá sale rất là hot ạ. 99.000 hai son khách yêu nha. 99.000 hai son khách yêu sẽ nhận được một son 3 kem và một son chu ạ. Rất là hot luôn ạ. Bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em luôn đi ạ. Combo hai son, một son 3 kem và một son chu giá 99.000 ạ. Bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em luôn ạ. Combo hai son giá 99.000 khách yêu nha. Tất cả bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em luôn đi ạ. Combo hai son rất là hot luôn ạ. Bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em luôn ạ. Combo hai son, một son 3 kem và một son chu giá 99.000 ạ. Phí ship toàn quốc là 30.000 khách yêu nha. Phí ship toàn quốc là 30.000 ạ. Khách yêu nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em luôn đi ạ. Khách yêu nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Combo hai son là giá 99.000 khách yêu nha. Combo một son 3 kem và một son chu giá 99.000 ạ. Khách yêu nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em. Ngày hôm nay em chỉ nhận đúng 50 đơn hàng thôi khách yêu nha. Công ty dành tặng 50 đơn hàng cho tất cả các khách yêu đã chia sẻ like của bên em rất là nhiệt tình ạ. Ok, em nhận được thông tin của Lê Thị Hồng Hạnh ạ. Chú điện thoại để nhân viên bên em chốt đơn hàng ạ. Combo hai son, một son 3 kem và một son chu giá 99.000 khách yêu nha. Tất cả các yêu nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Phí ship toàn quốc của bên em là 30.000 khách yêu nha. Bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em luôn đi ạ. Huyền Sara ơi, chưa có kết quả chơi mini game đâu ạ. Khi nào mà nhân viên công bố kết quả mini game xuống thì em sẽ công bố trực tiếp trên live cho khách yêu luôn đây ạ. Còn bây giờ đang là chương trình sale son khách yêu nha. Phí ship toàn quốc của bên em là 30.000 ạ. Ok, em nhận được số điện thoại của Kim Anh Nguyễn ạ. Bổ sung địa chỉ giúp em ạ. Một đơn hàng bao gồm số điện thoại và địa chỉ đầy đủ luôn khách yêu nha. Bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em luôn đi ạ. Nông Thị Thìn ơi, combo hai son, một son 3 kem và một son chu giá 99.000 khách yêu nha. Combo hai son là giá 99.000 ạ. Khách yêu nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Dạ đây ạ, đây là em test màu san hô neon của son 3 kem khách yêu nha. Son rất là lên màu rất là chuẩn mà mềm mịn luôn ạ. Nguyễn Thị Huyền ơi, bây giờ chưa có kết quả mini game đâu ạ. Khi nào mà nhân viên báo kết quả xuống thì em sẽ công bố trực tiếp trên live cho khách yêu luôn đi ạ. Combo hai son, một son 3 kem và một son chu giá 99.000 ạ. Khách yêu nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em luôn ạ. Ok, em Thánh Phạm Trà My ạ. Combo hai son giá 99.000 khách yêu nha. Khách yêu nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Đây ạ, em test màu son hô neon của son 3 CE, son lên màu rất là mềm và mịn luôn ạ. Khách yêu nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Son bên em cam kết là hàng chuẩn Lion khách yêu nha. Son bên em cam kết là hàng chuẩn Lion ạ. Tất cả khách yêu nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Ngày hôm nay em chỉ nhận đúng 50 đơn hàng thôi khách yêu nha. Nguyễn Thị Thân Nê ơi, combo hai son, một son 3 kem và một son chu giá 99.000 ạ. Khách yêu nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em luôn ạ. Con bài ngày hôm nay là con năm chuồn khách yêu nha.
Quỳnh Như ơi, phí ship toàn quốc của bên em là 30.000 ạ. Bên em gửi chuyển phát nhanh Viettel và do bưu tá bên Viettel giao hàng tận nhà cho mình khác nhau nha. Bạn nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em luôn ạ. Combo 2 son giá 99.000 ạ. Khách yêu sẽ nhận được một son 3C kem và một son chu ạ. Tất cả khách yêu nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em luôn ạ. Ngày hôm nay em chỉ nhận đúng 50 đơn hàng thôi khách yêu nha. Em chỉ nhận đúng 50 đơn hàng thôi ạ. Đây ạ, em đã test màu san hô neon của son 3C kem rồi đấy ạ. Em sẽ test trực tiếp màu son chu của màu son chu lên cho khách yêu trên live cho khách yêu luôn ạ. Đây là màu san hô neon của son 3C kem ạ, còn đây là màu son đỏ tươi của son chu ạ. Combo 2 son, một son 3C kem và một son chu giá 99.000 khách yêu nha. Combo 2 son là giá 99.000 ạ. Tất cả khách yêu nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Nam Cung Hàn Nguyệt ơi, phần thưởng mini game là do khách yêu tự chọn luôn ạ. Khách yêu thích cây son gì bên em tặng cây son đó, khách yêu thích màu son gì thì bên em tặng màu son đó luôn ạ. Combo 2 son giá 99.000 khách yêu nha. Khách yêu sẽ nhận được một son 3C kem và một son chu ạ. Khách yêu nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Ok khách yêu, em vừa nhận được kết quả mini game do nhân viên bên em báo xuống ạ. Ngày hôm nay có 3 bạn trúng quà mini game của bên em, đó là Trang Bi ạ, Phạm Quỳnh và Uyên Doxy ạ. Ba bạn có tên ở trên đã trúng quà mini game của bên em, ba bạn có tên ở trên inbox cho em số điện thoại và địa chỉ để nhân viên bên em gửi quà cho mình khách yêu nha. Đàm Ngô Thiên Hương ơi, son bên em cam kết là hàng chuẩn layout ạ. Nếu như khách yêu nào chưa có tin tưởng sản phẩm của bên em thì lên trên trang tham khảo phản hồi của khách hàng về sản phẩm giúp em ạ. Rất là nhiều khách hàng đã đặt hàng bên em và gửi phản hồi rất là tốt về cho bên em ạ. Em xin nhắc lại, ngày hôm nay có 3 bạn trúng quà mini game của bên em, đó là bạn Uyên Doxy ạ, bạn Trang Vi ạ, bạn Phạm Quỳnh ạ. Ba bạn có tên ở trên inbox giúp em số điện thoại và địa chỉ để nhân viên bên em gửi quà cho mình khách yêu nha. Lanh Nguyễn ơi, tại vì cái lượt chia sẻ của mình chưa có lò tốt chia sẻ của bên em nên chưa có trúng quà mini game của bên em ạ. Em đã báo rất là rõ trên live rồi ạ. Là điều kiện để trúng quà mini game của bên em là bao gồm hai điều kiện. Thứ nhất là comment đúng cho em xem con bài trên em đang cầm là con bài gì, và thứ hai là chia sẻ live của bên em là trong top chia sẻ khách yêu nha. Đan Trinh ơi, combo 2 son, một son 3C kem và một son chu giá 99.000 ạ. Tất cả khách yêu nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em luôn ạ. Combo 2 son giá 99.000 khách yêu nha. Combo 2 son là giá 99.000 ạ. Là khách yêu sẽ nhận được một son 3C kem và một son chu ạ. Khách yêu nào có nhu cầu đặt hàng thì nhanh tay để lại số điện thoại và địa chỉ giúp em ạ. Em sẽ sell combo này trong vòng 3 phút nữa thôi ạ. Son 35 cam kết là hàng chuẩn layout khách yêu nha. Bạn nào chưa tin tưởng sản phẩm của bên em thì tham khảo giúp bên em, thay lên trên trang tham khảo giúp bên em ạ. Bên em có rất là nhiều khách hàng đã đặt hàng bên em và gửi phản hồi rất là tốt đó ạ. Đây ạ, em đã test trực tiếp màu san hô neon của son 3C kem đây ạ. Còn đây là màu đỏ tươi của son chu ạ.
Nếu như không còn khách yêu nào có nhu cầu đặt hàng thì em xin được kết thúc mini game tại đây khách yêu nha. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.